Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 153 của kênh nghệ TND. Và hôm nay thì hai anh em mình gồm em Duy và Lương sẽ thay nhau trả lời những hỏi đáp của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Quân. Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp thứ 153 ngày hôm nay của bạn Quân. Well, bạn có hỏi là tư vấn giúp em máy học lập trình với chơi game có trang bị SSD tầm 16 triệu đổ lại được không ạ? Em cảm ơn. Quân ơi, Quân cố một chút thì hôm qua anh có review con 5577, cửa hàng anh đang làm chương trình, anh đang bán chỉ có giá đó là 16.900.000, nhưng đây là máy đập hộp nguyên thùng. Còn nếu như em có nâng cấp SSD thì bọn anh đang chạy chương trình đó là SSD Intel 180GB với giá chỉ có 650.000 được bảo hành 3 năm. Thì em cân đối cố lấy cho anh con 5577 này. Thứ nhất, đợt này là hàng bản cao cấp nhất của nó, đó là vỏ vân 3D, chống xước, chống bấm vân tay, cũng như kèm theo màn hình Full HD IPS và trang bị đó là i5-7300HQ, RAM 8GB. Còn nếu mà kèm cả SSD rồi thì ngon quá em ạ. Cộng thêm cái cảm hình đó là GTX 1050. Nếu tính ở thời điểm hiện tại thì không có một chiếc máy nó đập hộp có giá bán tốt như Dell Gaming 5577. Và cửa hàng anh đang chạy chương trình đó là 200 máy thì em có thể lưu ý qua cửa hàng để em xúc luôn em này em nhé. Còn nếu như em mua cũ thì giá nó dao động khoảng 15.500.000 em ạ, đã kèm theo SSD rồi với cái cấu hình vừa rồi. Nhưng ổ SSD là 120 thì em cân đối. Chiếc máy này có hai quạt tản nhiệt cũng như kèm cả màn hình GTX nên sẽ hỗ trợ em chơi game, làm đồ họa cũng như lập trình rất là ok. Vì lập trình chỉ cần RAM 8GB với CPU i5HQ thì quá khỏe để cho em làm việc rồi. Thì em cân đối trước khi em mua máy em nhé. Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai của bạn Thành Công. Bạn có hỏi là máy cũ thì X1 Gen 3 i5 với T450S i7 thì máy nào ổn hơn? Mình thích nhỏ gọn và dễ di chuyển. Em ơi, nếu mà nhỏ gọn với cả sang trọng thì chắc chắn là X1 Gen 3 nó sẽ có cái có nghĩa là cái kiểu dáng bên ngoài thì chắc chắn là dòng X, là dòng doanh nhân nó ngon hơn rồi. Trong khi đó là dòng T thì vẫn là dòng doanh nhân nhưng nó là phổ thông với giá bán nó rẻ hơn. X thì lại nhược điểm đó là không nâng cấp được, và con này thì nó mỏng manh, sang trọng nhưng mà rất dễ bị tổn thương. Còn trong khi đó thì con T450S thì máy nó dày dặn hơn và có 2 pin cũng như có khả năng nâng cấp RAM và ổ cứng, thì em có thể cân đối trước khi em mua sản phẩm. Nếu mà muốn cơ động mỏng nhẹ thì chắc chắn là con X1 sẽ mỏng hơn con T450S, nhưng mà cấu hình thì em cân đối nha em nhé. Còn cấu hình thì T450S sẽ có khả năng RAM, trong khi đó thì X1 sẽ không lên được cả RAM ạ. Nên khi em mua máy em cũng phải cân đối, bởi vì RAM cũng khá quan trọng trong công việc đó là đồ họa cũng như lập trình, hay đối với dân kinh doanh chẳng hạn, em muốn mở rất nhiều tab web trên màn hình thì lúc đó em sẽ cần khá là nhiều bộ nhớ RAM em nhé, để cân đối một trong hai sản phẩm. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba của bạn Trung Hoàng. Bạn Trung Hoàng có hỏi là dù nó các tác vụ văn phòng thì có máy nào bền và ổn định trong khoảng 10 triệu không ạ? Em ơi, nếu mà bền bỉ, ổn định cũng như là một cái màn hình Full HD ngon lành thì anh chọn cho anh đó là con ThinkPad T450S. Không biết là em là nam giới, chắc là em đoán là nam thôi. Với dòng ThinkPad thì thứ nhất là kiểu dáng của nó tối giản, khỏe, cũng như kèm theo cái hiệu năng hoạt động thực tế rất là ok. Với đặc biệt dân kinh doanh thì dân kinh doanh văn phòng thì cực kỳ ưa chuộng phím của ThinkPad. Nó có khả năng nhập liệu bàn phím vô cùng tuyệt vời, cảm giác của nó sướng và phê. Ví dụ trong tầm tiền của em này, em sẽ mua được con là i5 của nó và RAM 8GB SSD6 màn hình Full HD. Nhưng giá cửa hàng đang bán nó là 8.500.000 thì em có thể cân đối trước khi em mua sản phẩm. Còn nếu mà thích một cái tác vụ vừa làm văn phòng, vừa chơi game cũng như mọi các công việc mà liên quan một chút yếu tố đồ họa thì nó hơi dễ dặn một chút, và cân nặng của máy nó hơn 2 cân thì em chọn con Dell 6540 Latitude. Con này cũng cực bền bỉ, cực khỏe luôn, trang bị hẳn chip i7MQ, có cả màn hình rời và màn hình cũng là Full HD, có ổ SSD. Con này thì cũng khá là ok trong phân khúc 10 triệu nhé em nhé. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư của bạn Hà Phan. Bạn có hỏi là anh ơi, em bị nhấn shutdown khi update BIOS. Do thiếu hiểu biết nên khi máy sập hoàn toàn em mới biết máy tính của em giờ hoàn toàn coi như chết ạ. Không có đèn sáng, kể cả đèn báo xạ. Em có tìm hiểu thì có thể mang ra hàng nạp lại BIOS là ok. Cho em hỏi là laptop của em bị thế thì có sửa được không ạ? Máy là Lenovo IdeaPad i510P, mua được 3.5 năm và rất giữ gìn ạ. Em cảm ơn anh nhiều. Thực ra thì cái trình điều khiển BIOS nó rất là quan trọng. Nhiều trường hợp là các em update, một là các em update bị sai, hai là đang update nó bị mất mạng chẳng hạn, thì nó có thể dẫn đến trường hợp là máy của em bị tèo. Bởi vì trước khi để khởi động được cái máy tính của em lên thì nó sẽ khởi động phần cứng trước, đó là BIOS. BIOS nó sẽ mặc định gần như kiểu lập trình này, khi em bật máy thì nó sẽ có tác vụ nhận các phần cứng trong máy. Trong trường hợp lỗi BIOS như của em thì rất là yên tâm, chỉ cần lạp lại là ok. Như cửa hàng anh đang làm các chương trình này cho khách chỉ có hết có 300.000 thôi, thì em có thể hoàn toàn yên tâm không làm sao hết em nhá, hết 300.000. Và nếu mà lưu ý khi đã mở máy rồi, chắc là 3.5 là chắc chắn là máy của em chưa vệ sinh bảo dưỡng rồi, thì em yêu cầu các chủ cửa hàng vệ sinh bảo dưỡng và lạp lại BIOS cho em, nhá, là máy của em sẽ chạy ngon lành.
và có thể là cập nhật BIOS online thì các em lưu ý là em nên tải file BIOS về trước và lên trang chủ, ví dụ đánh chữ driver lên máy của em chẳng hạn, thì nó sẽ có dòng cập nhật BIOS, thì em sẽ tải cái bản cập nhật BIOS mới nhất để cập nhật cho chiếc máy của em. Máy chạy rất là mát, ok nha em nhé. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 5 của bạn Khánh Trần. Bạn có hỏi là: anh ơi, laptop em cài Win 7 chạy suốt thì không vấn đề gì, đến khi cài Win 10 thì dùng 30 phút tới 1 tiếng thì tự dưng mất kết nối wifi. Em đã làm đủ mọi cách là cài Win hoặc tìm lại driver nhưng không khắc phục được. Em ơi, trong trường hợp cài Win 7 mà nó chạy ổn định mà cài Win 10 nó chạy không ổn định thì có thể nguyên nhân là do thứ nhất là không tương thích phần cứng thôi. Anh nghĩ là thường những chiếc máy chạy Win 7 lẫn các Win 10 nó hoàn toàn ok hết. Có thể là bản Win em cài bị lỗi thôi thì em khắc phục, em sẽ cài Win từ đầu cho anh và xuống tải driver của máy và lưu ý lên trang chủ của nó xem có driver của cái Windows 10 hay không thì em tải về và em cài đặt. Anh khẳng định là máy của em, nếu như em khẳng định trước đó là nó không làm sao thì cái bệnh này thì cũng đơn giản thôi, em chỉ cần cài đúng chuẩn driver của wifi cũng như cài chuẩn hệ điều hành là ok em nhé, không vấn đề gì cả em ạ. Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 6 của bạn Tú Lê Hồng. Bạn có hỏi là: em có tầm 15 triệu cần mua một con chơi game thì nên xài con nào? Lưu ý là em mua máy mới nha anh, và em không có thẻ và ở rất xa thì anh giải đáp giúp em tầm cuối năm em mua. Những cuối năm à? Đợt này thì em có thể là xem cái video của anh review. Nếu trong phân khúc dưới 15 triệu thì nói luôn với em là máy tàn chip u thôi, không có khả năng chơi game hay làm đồ họa khủng. Thì cố một chút, bởi vì đằng nào cũng cuối năm rồi, bởi vì cố thường là cố sẽ được em ạ. Nhưng mà cố quá thì tất nhiên là thành quá cố rồi đúng không? Nên mà anh nghĩ là thêm khoảng tầm 1-2 triệu thì không vấn đề gì. Hôm qua thì anh có chạy chương trình đó là 200 máy Dell Gaming 5577 mới đập hộp 100%. Máy được trang bị đó là i5-7700Q, RAM 8GB kèm theo ổ cứng 1TB. Và đặc biệt là cảm hình được sử dụng trên máy đó là GTX 1050 với dung lượng 4GB, màn hình Full HD IPS kèm theo vỏ vân 3D chống xước. Anh chỉ bán có 16.900.000. Nếu như em cố nâng cấp một cái ổ Intel 180GB, chương trình của anh cũng đang chạy, còn anh chỉ có giá 650.000. Tính ra thì em đầu tư khoảng 17.500.000, nhưng được là máy mới đập hộp, và đây là một dòng sản phẩm gaming đã được rất nhiều bạn dùng trước đó với cái sự phản hồi tốt, với hai hệ thống làm mát cũng như ổ cứng, có thể nâng cấp cả SSD NVMe. Anh thấy con này là trong phân khúc là cực kỳ ngon, thôi em cố một chút em nhé. Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 7 của bạn Quang Nguyễn. Bạn có hỏi là: anh cho em hỏi, em đang xài Acer FX504 mà sao bản lề kêu thì mở không biết có ảnh hưởng gì không và làm cách nào để khắc phục, em cảm ơn ạ. Dòng FX504 thì bản thân anh cũng đang review. Thứ nhất là cái nhược điểm của nó là bản lề, thì em chú ý một chút, nếu cẩn thận thì em có thể mang qua cái cửa hàng bán ấy, nhờ người ta mở máy ra và nhả một chút bản lề, hoặc có thể tra một chút dầu, như bọn anh gọi là tra dầu máy khâu vào, thì bản lề của em nó sẽ trơn tru. Đã có trường hợp là con này còn đến cửa hàng anh là bung hết cả bản lề luôn. Thứ nhất là do nó bị kẹt, nó chảy và chúng ta mở không đúng cách. Thì đơn giản nhất là khi em mở máy thì em mở ở giữa như này này. Đó, như thế này. Mở rất là nhẹ nhàng thôi chứ đừng cầm ở cạnh này, em phật cái này cái, em phật cái này cái, nó rất dễ bong bản lề. Bởi vì con FX504 bản lề của nó rất là ngu, giống hệt các dòng MSI. Đó là hai cái trục bản lề nó rất là yếu. Anh nói ngu chỉ là nhấn mạnh thôi. Còn thực ra ở đây là nó yếu một chút thì chúng ta phải mở đúng cách thì nó không làm sao. Nhưng mà một chiếc máy mà mở cứ phải chú ý như vậy thì đôi khi nó cũng khó chịu. Còn nếu mà em có mua dòng sản phẩm này rồi thì bọn anh khuyến cáo là mở từ từ, mở ở giữa. Còn trường hợp của em thì lên mang qua cửa chỗ bán ấy, nhờ người ta nhả ra. Còn không, nếu mà gần cửa hàng anh thì mang qua cửa hàng trước khi mang, alo cho anh sẽ cho là nhân viên làm cho em nhả bản lề ra và tra dầu, nó trơn tru và anh sẽ hỗ trợ em hoàn toàn miễn phí và không mất tiền em nhé. Cửa hàng nhanh là 304 phố Thái Hà, Hà Nội em ạ. Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 8 của bạn Hoàng Anh. Bạn có hỏi là: anh ơi, RAM DDR4 và DDR3 khác nhau nhiều không ạ? Và bớt RAM chênh lệch nhau thì hiệu năng chênh lệch hay nhau hay không ạ? Tất nhiên là mỗi một cái công nghệ thì nó phải khác nhau rồi. Thứ nhất là công nghệ DDR3 thì nó được phát triển đó là từ 2010 đến 2013. Và sau đó các sản phẩm từ Hatwell thì bắt đầu là chạy DDR3L nữa cơ. Đó là RAM tiết kiệm điện, nó là 1.35V. Đó, còn RAM 3 thường thì nó chạy là 3V. Và nó chạy thường phổ thông các dòng chip đó là đời 3 và xuống. CPU thế hệ thứ 3 thì em bắt đầu CPU thế hệ thứ 4 thì chạy 3L. Và bắt đầu một số dòng máy bắt đầu thế hệ thứ 5, thứ 6 thì chạy DDR4. À đâu, xin lỗi em, là thế hệ thứ 6 thì đại đa số sẽ có một số máy chạy là DDR4. Còn một số máy đời 5 đổ xuống vẫn chỉ là chạy DDR3 thôi. Mà một số máy đời 6 vẫn chạy DDR3. Nói chung là tùy các hãng họ nâng cấp. Tất nhiên là xung nhịp nó lớn hơn, mạnh hơn thì nó chạy nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó sẽ hỗ trợ con CPU cũng cao cấp hơn. Ví dụ là CPU đời 6 chắc chắn là hơn CPU đời 4 rồi, ví dụ vậy. Và nó cái khả năng nhận ra nó cũng sẽ nhiều hơn. Ví dụ như ngày xưa các em chỉ thấy là chạy DDR3 nhận đến 32GB là gớm mặt rồi đúng không?
Và bây giờ những chiếc máy chạy DDR4 nó có thể máy chạm có thể nhận được 64 GB. Và đến bây giờ những cái dòng thế hệ mới nhất bây giờ có thể 32 GB một RAM, có thể nhận được 128 GB. Thì em thấy là laptop càng ngày nó càng khủng khiếp. Nó cũng giống như tốc độ của một cái xe. Ví dụ một cái 100 thì bao giờ cái khả năng tăng tốc thì tất nhiên là chậm thằng 150 rồi. Thì cái RAM nó cũng là như vậy em nhá. Vậy em chú ý trước khi nâng cấp thì em phải để xem cái máy của em nó dùng RAM gì, bớt bao nhiêu, phải cùng boot. Khác RAM đều được thì cũng được, nhưng mà phải cùng boot máy mới chạy ổn định em nhá. Vâng, thưa các bạn, là chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 9 của bạn Góc Phố. Vâng, bạn Góc Phố có hỏi là nhờ anh so sánh giúp em con máy Dell Precision 3510 với con Dell Precision 3520 với các con máy khác như M4008 hay là các dòng máy VIP như ZBook Studio G3 với 5510 ạ. Em đang quan tâm về tính năng phục vụ công việc như hiệu năng, cạc rời, pin và khả năng tản nhiệt ạ. Nếu được thì anh cho con số ước lượng tỷ lệ hiệu năng giữa 3510 với các con máy khác anh nhé. Cùng cấu hình, em cảm ơn anh ạ. Ở đây thì em so sánh nhiều quá, nó hoán loạn em ạ. Em cái cân, nếu mà trước khi em mua máy thì em phải cân đối về cái mức giá tiền em đầu tư này với cái công việc em sử dụng hàng ngày nó là việc gì. Thứ nhất là dòng Dell Precision 3510 với 3520 thì tất nhiên là con 3520 sẽ hơn con 3510, bởi vì con 3520 nó ra sau dùng vi xử lý mạnh hơn cũng như cảm hình ok hơn, đúng không em? Trong khi đó em lại so sánh với con 5510 thì đây là của Dell nữa chẳng hạn. 5510 thì nó là dòng máy chạm cao cấp và con này cũng hợp kim nhôm. Nếu mà so sánh một chút về cấu hình thì anh nghĩ là 3510 với 5510 đều sử dụng dòng CPU đời 6. Nhưng con 5510 nó lại hơn một cái con 3510, đó là cao cấp hơn, là hợp kim nhôm, mỏng nhẹ nhưng lại trang bị hai quạt. Trong khi đó 3510 thì nó hướng đến cái người doanh nghiệp phổ thông thôi, chưa phải là bước chuyên nghiệp cho lắm. Đó, họ lưu hướng đến cái doanh nghiệp phổ thông. Trong khi đó đây 5510 lại hướng đến cái phân khúc doanh nhân, là những người có điều kiện kinh tế. Bởi vì thực tế 3510 với 5510 chỉ cần cùng cấu hình thôi. Đó. Và xin lỗi em là cái con 5510 em để ý thì cái cảm màn hình của nó là cao cấp hơn nhiều, nó Quadro M1000. Trong khi đó thì con kia chạy cũng có Quadro nhưng mà lại thấp hơn. Thì M1000 nó sẽ cao cấp hơn. Thì ở đây nếu mà tính tất cả mấy con máy em hỏi thì 3510 là con rẻ nhất. Hiện nay 3510 thì nó chỉ ở phân khúc là khoảng 17,5 triệu. Này em sẽ trang bị chip là i7-6820, RAM 8GB DDR6 kèm theo cảm hình dưới Quadro đây em. Và trong khi đó là con 5510 thì có rẻ nhất trong phân khúc của em thì nó cũng đã phải 24,5 triệu rồi. Có nghĩa là đắt hơn đến thật vài củ. Mà từ 7 triệu mà không phải là dạng vừa. Trong khi đó con 3520 thì cũng sẽ so sánh với con 3510 thì nó chênh ở 1 năm công nghệ. Thường sức mạnh của nó nếu mà cùng từ chiếc đời 7 đời 8 sẽ chênh lệch nhau khoảng 15% hiệu năng. Em chú ý nha, 15% hiệu năng tổng thể của chiếc máy bao gồm CPU, GPU, RAM các kiểu chẳng hạn. Đó. Còn M48 thì nó lại ở cái phân khúc nó lại hoàn toàn khác. Nếu như để ở độ bền, độ trâu với khả năng di chuyển, dân công trường, đồ họa kỹ thuật, M48 đập chết tất cả mấy con vừa rồi. Với cái lớp vỏ của nó cực kỳ trâu bò luôn. Nhưng nếu mà tính vào hiệu năng của CPU thì cũng phải tính toán một chút. Nếu mà con này mà chẳng hạn M48 nó chạy con i7-4910MQ chẳng hạn, với sức mạnh của 4910MQ nó còn mạnh hơn cả 6820HQ luôn. Đó là sức mạnh của CPU. Và với con cảm màn hình K100 nó còn mạnh hơn cái hai con 3510 đó. Và đặc biệt M48 nó lại chạy hai quạt tản nhiệt rất trâu bò luôn, với lớp vỏ cực kỳ cứng SSD 80G. Mặc dù là những chiếc máy kia chẳng hạn 3510 cũng đạt tiêu chuẩn SSD 80G nhưng để chọn nhau với M48 nó lại thua. Thì ở đây thì em phải cân đối cái công năng và giá tiền em bỏ ra. Ví dụ dân công trường anh khuyên dùng M48. Ví dụ dân văn phòng dùng lập trình đồ họa cơ bản đó, và chỉnh sửa những cái hiệu năng của video thì anh khuyên dùng 3510 và 3520. Còn nếu mà sang chảnh đó của một ông sếp mà đi lại và vẫn sử dụng các tính năng về giống như kiểu ông văn phòng, đó là 3510 nhưng cao cấp hơn, xử lý chuyên nghiệp hơn trong cái lĩnh vực đồ họa mô phỏng thì em sẽ chọn con 5510. Thì em có thể cân đối nhé, cũng khó chọn phết đấy, em phải cân đối nhé. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 10, cũng là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp thứ 153 ngày hôm nay của bạn Đình Vũ. Bạn có hỏi là anh ơi, cho em hỏi, em đang dùng ThinkPad V51 và em vô tình lần đầu làm cắm USB của chuột kim vào khe USB và không lấy ra được. Vậy anh cho em hỏi là tháo máy ra để lấy đầu USB thì có ảnh hưởng tới máy không? Và khe cắm USB của máy thì có onboard không ạ? Em cảm ơn. Trường hợp này thì anh nói luôn, rất là nhiều bạn bị dính rồi. Em phải làm cực kỳ cẩn thận nhá. Thứ nhất là em mở máy ra cho anh, không ảnh hưởng đến phần cứng này. Thứ hai, động tác đầu tiên là em phải tháo pin để tránh trường hợp chập cháy. Và thứ tư thì em lấy cái kìm loại nhỏ ấy,
thì em chỉ hơi tách cái vỏ một chút ra thôi, em bấm vào em sẽ rút ra. Hoặc cẩn thận hơn nữa thì em lâng hẳn cái vỏ ra. Còn power USB nó sẽ gắn ở trên main, nên chính vì thế em rút ra phải cực kỳ cẩn thận. Thực ra đây làm lại không khó đâu, chỉ cần mở được vỏ ra thôi và có cái thiết bị chuyên dụng. Mà nhớ nó phải tháo pin đấy, không nếu mà em trong trường hợp em không tháo pin em làm nó chập cháy là chết đấy em ạ. Nó đơn giản như vậy. Còn nếu mà cẩn thận hơn nữa thì thôi ra các cửa hàng ấy, nhờ họ một chút. Vì thường là chúng ta không chắc chắn làm cái gì thì rất dễ bị cái hậu quả tai nạn. Nếu mà không may em làm gãy chân USB hoặc làm chập USB có thể làm chết máy, rất là nguy hiểm. Nếu mà em có ra hàng thì chắc cùng lắm là họ lấy em 150 là cùng rồi. Như ở ngoài này, khuyến mại cho em nếu qua cửa hàng anh, hỗ trợ cho em hoàn toàn miễn phí và anh xử lý cho em mất khoảng 20 đến 25 phút em nhé. Vâng thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp thứ 153 của kênh công nghệ TND. Cứ 2 ngày một lần thì chúng tôi sẽ có một số hỏi đáp như này. Mọi thắc mắc về máy tính này, laptop, MacBook hay những cái câu hỏi về phần mềm cũng như khả năng nâng cấp, tháo mở máy thì anh em cứ đặt các câu hỏi bên dưới. Chúng tôi sẽ tổng hợp biên tập và trả lời qua tin nhắn hoặc có thể làm những cái video trả lời cho các bạn như này. Và đừng quên ủng hộ anh em mình bằng cách đó là đăng ký kênh cũng như bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật những cái video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.